Ngày cuối cùng của năm 2020, hai con giáp này may mắn ngút trời, được thần tài chiếu cố, tiền bạc ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo và đen đủi vào thời điểm khác. Năm Canh Tý 2020 đã dần kết thúc, các bậc thầy tử vi chỉ rõ rằng đúng ngày 30 tháng Chạp được xem là ngày đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với hai con giáp này. Thời điểm này sẽ giúp gia chủ làm ăn thuận lợi và sự như ý, giàu có hơn người. Đây được coi là thời khắc may mắn, hiếm hoi và là lộc Tết trời ban riêng cho hai con giáp này. Nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần Phật giúp đỡ và hỗ trợ, vì vậy họ gặt hái được rất nhiều tiền bạc. Có thể nói đây là may mắn, thành công viên mãn, là thời cơ phúc lộc vô biên, thần tài gửi đến lộc đầu năm. Về hai con giáp này là hai con giáp nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Xin chúc mừng tuổi Tý, sau gần một năm vất vả, chịu sự kìm kẹp trực thái tuế, thì trong giai đoạn cuối cùng của năm Canh Tý cũng được trở mình, mọi việc tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Thời điểm cuối cùng của năm cũng là bạn khởi đầu cho một năm phát triển rực rỡ nhất. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Thời điểm cuối năm, người tuổi Tý trở nên vất vả, bể bộn hơn nhiều. May có nhị hợp tác động, bạn có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng. Do vậy, nên dù khối lượng công việc quá lớn, bạn vẫn có thể sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp cũng giúp bạn có những ngày đi làm tràn ngập niềm vui và động lực. Đôi bên có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết những vấn đề hóc búa. Vì vậy, mặc dù nội dung công việc có khó khăn đến đâu cũng thường được giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ắt hẳn sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên. Đây chính là nguồn động lực giúp bạn kết thúc một năm cũ và có chí hướng phấn đấu tới một năm mới rực rỡ. Tuy nhiên, với những người trẻ tuổi giàu tham vọng thì dường như tháng 12 âm lịch này không phải là một tháng quá may mắn. Nguyên lệnh lâm tuyệt cho thấy sự nghiệp của bạn dù có phát triển nhưng chưa có bước tiến rõ ràng. Bạn cũng có thể thay đổi việc làm quá thường xuyên khiến sự nghiệp có phần bấp bênh, chưa vững chắc. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh lại và suy nghĩ xem điều mình vừa thực sự muốn làm là gì và điều mình thực sự giỏi là gì. Không nên vội vã chạy theo bước chân của người khác. Bên cạnh đó, vẻ ngoài bắt mắt và tác phong làm việc nhanh nhẹn cũng là yếu tố giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi. Bạn có thể gặp được người có chung quan điểm, đồng cùng chí hướng với mình, đôi bên nên cùng nhau kết hợp để phát triển về lâu, về dài. Để sự nghiệp được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý khá đáng kỳ vọng trong thời điểm cuối năm này. Đây là lúc bạn gặt hái được thành quả lao động trong suốt một năm trời, nên dư giả cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Đôi khi có thể tin tưởng, hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới.
Ngoài ra, thiên tài chiếu mệnh cho thấy một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình, ví dụ như xổ số, rút thăm may mắn. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn, cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này. Quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. Tuy nhiên, đừng nên nghĩ đến việc sống sợ sẫm vào những đồng tiền may rủi này, mà hãy chỉ coi đó là bước đệm để bản thân phát triển cao xa hơn trong tương lai. Trong thời điểm này, người làm công ăn lương cũng có một nguồn thu tương đối ổn định. Bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản thưởng nóng, thưởng Tết. Với những người có nghề tay trái, bạn cũng được trả một mức thù lao tương đương khiến cho túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều. Người lệnh Lâm Tuyệt khuyên bạn dù có ham làm giàu đến đâu thì cũng cần phải biết lượng sức mình và biết đâu là điểm dừng. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Thứ ba, về mặt tình duyên. Tử vi tuổi Tý thấy rằng chuyện tình cảm của người tuổi Tý về cơ bản cũng ổn định, đặc biệt là với những ai đã có đôi, có cặp. Dưới tác động của nhị hợp, vợ chồng biết thông cảm và thấu hiểu với nhau, vì thế mà nhiều khúc mắc cũng dần dần được tháo gỡ. Trải qua những chuyện như thế này, đôi bên càng thêm quý trọng nhau hơn. Vì thế có thể thấy rằng đôi khi những giận hờn vu vơ lại là chất xúc tác cần thiết cho tình yêu đôi lứa. Ngoài ra, bạn cũng biết chăm lo hơn cho gia đình, không còn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Một khi đã là người một nhà thì trách nhiệm xây dựng tổ ấm không phải nhiệm vụ của riêng ai mà cả hai đều cần phải chung tay góp sức. Sao Thái Dương là cát tinh phù trợ giúp con đường nhân duyên, tình duyên của những người tuổi Tý còn độc thân thêm phần suôn sẻ. Tuy nhiên, nam mệnh có số đào hoa hơn so với nữ mệnh. Bạn có nhiều cơ hội được tham gia vào các buổi tụ tập, gặp gỡ và gặp được người mình đã luôn mong đợi từ lâu. Bên cạnh đó, thiên diêu chủ về đào hoa, phong lưu cũng là yếu tố thúc đẩy bạn có một tháng thuận lợi hơn trong chuyện tình cảm. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, gây ấn tượng khó phai mờ đối với người khác giới. Tuy nhiên, có đôi khi quá đào hoa cũng không phải tốt. Ngũ hành từ khắc cảnh báo nếu bạn giữ quan hệ với quá nhiều người thì rất dễ sẽ đẩy mình vào những hoàn cảnh rắc rối, phức tạp, thậm chí chuyện tình cảm còn gây liên lụy đến sự nghiệp, tiền bạc và sức khỏe của mình. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tý hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Quý vị thân mến, trong những ngày cuối cùng của tháng 12 âm lịch, không chỉ có tuổi Tý may mắn mà còn có tuổi Tỵ. Sự may mắn của tuổi Tỵ sẽ hiếm ai sánh bằng trong những ngày cuối cùng này. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh trong suốt một năm vừa qua đã được đền đáp xứng đáng bởi nhiều phương diện của cuộc sống đều có những bước phát triển rất khả quan. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Người tuổi Tỵ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng thành quả do công sức lao động của mình mang lại trong ngày cuối cùng. Dưới sự phù trợ của tam hợp, dù là người làm trong công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được kết quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, thậm chí có xu hướng phát triển đi lên. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên thường là quý nhân giúp bạn đạt được những điều mình hằng mong muốn một cách dễ dàng. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, lãnh đạo mọi người xung quanh, đạt được thành công, mang lại lợi ích cho tập thể. Có thể bạn sẽ đứng ở một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Với những người còn trẻ tuổi, bạn có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử hoặc tìm được một môi trường công việc phù hợp với năng lực, tính cách của mình. Hãy tự tin hơn nữa và tìm cơ hội phát huy điểm mạnh của bản thân, rồi bạn sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng. Nguyên lệnh Lâm Đế Vượng lại càng thêm phần khẳng định những gì mà bản mệnh đạt được trong khoảng thời gian này là hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người mà còn tăng tiến về mặt công danh. Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến đâu thì bản mệnh cũng cần nhớ giữ thái độ khiêm tốn, chớ huênh hoang, hống hách, gây chướng mắt người khác. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ
từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Theo tử vi có cho thấy rằng, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có những điểm sáng rực rỡ vào thời điểm cuối của tháng 12 âm lịch. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Cuối năm mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, tiền thưởng Tết xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất giúp bạn tiếp tục có động lực cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Đế vượng về bản mệnh tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Rất có thể việc tham gia các hoạt động này sẽ giúp bạn khẳng định tên tuổi hoặc tiếp xúc với những nhà đầu tư lớn, những người có chức, có quyền sẽ trợ giúp bạn trong sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Tỵ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời đem lại cát lành, tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!